Cô bé đã được chạy cùng với cô bé. Và rồi cũng vì An ngớ ngẩn lại chọc cô bé tức giận, cô bé lại bỏ đi. Một lần nữa, An lại tự hỏi mình, tại sao lại như vậy? Tại sao mình đã làm gì? Đã làm gì mà không ai muốn chơi với mình cả? Tại sao lại như vậy chứ? Sau có một chàng cô bé lại xuất hiện, trên tay cầm một cây đàn. Các bạn cùng xem cô bé làm gì nha. Wow, cô bé sắp biểu diễn đó các bạn. Cô bé để được chơi cái đàn đó. Một lần ngớ ngẩn nữa đã làm cô bé tức giận và bỏ đi. Lúc này em buồn thật nhiều. Em thấy cô đơn lạnh lẽo. Tại sao cô bé ngồi đọc sách, của cô bé họa sĩ, vận động viên thể dục, và cả cô bé ngồi chơi đàn guitar nữa, tại sao lại không chơi với mình? Tại sao tất cả mọi người bị bỏ rơi mình? Mình lẻ loi, cô đơn quá. Tại sao, bao nhiêu chữ tại sao lại nổi lên trong An? Giờ đây, An rất buồn và cô đơn. An khóc, khóc thật nhiều, vì không ai chơi với An cả. Mọi người bị bỏ đi, bỏ một mình An ở lại. Và rồi có một người xuất hiện, người bạn đó đã đến gần bên cạnh An. Nhìn thấy An buồn, người bạn ấy cũng buồn. Nhìn thấy An khóc, người bạn ấy an ủi, vỗ về, lau từng giọt nước mắt của An. Người ấy động viên An và lắng nghe nỗi buồn của An. Người ấy quan tâm An và chia sẻ với An. Khi An cô cảm thấy cô đơn nhất, người bạn ấy vẫn ở cùng An, xoa dịu trái tim của An. Người
bạn ấy sưởi ấm trái tim non nớt của An. Rồi người ấy trao tặng cho An một trái tim. Trái tim ấy chính là biểu tượng của tình yêu thương đó các em. An không nhận, An nghĩ trái tim đó không dành cho mình. An vẫn không chịu nhận. Nhưng người bạn ấy vẫn muốn trao tặng trái tim yêu thương đó cho An. An nhận lấy trái tim và cảm thấy tấm lòng mình được vui thỏa. Con tim non nớt được sưởi ấm, bình an. Các em có biết người bạn ấy là ai không? Người bạn ấy chính là Chúa Giêsu đó các em. Người đã đến và đã chết đớn đau trên cái thập tự giá. Người đã hy sinh vì mỗi chúng ta. Người đã đến với tình yêu thương cho An và cho các em nữa. Dù em xấu hay em đẹp, dù em mập hay ốm, dù em được yêu thương hay không ai quan tâm em, Ngài vẫn đến để mang tình yêu thương và làm bạn với các em. Dù mọi người từ bỏ em, nhưng Ngài vẫn không từ bỏ các em đâu. Hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa Giêsu các em nhé. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được trường sống đời đời. Vâng, thì đến đây là hết.